bà nói giùm phiên dịch giùm cái là tim ở vị trí nào mới không nguy hiểm chúng nó đó không đó biết bà lo mà cầm bữa đâu cái đồ hỏi là cái mà where you from quá cho đen quá hò you quá không có được tiền cái gì đó túi họ vung tay nữa da dễ bớt không
bà Ánh làm trong đó. Chị làm cho Ánh ơi. Cho Ánh nặng cái mũi chị. À, phần như không có mũi. Chứ Ánh làm biết luôn. Hồi đi nặng mũi không có mũi. Không có, là mũi thôi. Đã đấy. Ngon không? Bị chụp dần cái. Mới bắt đầu luôn, phải lên mấy cái gì đấy. Mới bắt đầu luôn, phải lên.
là vì cầm cái búa nặng đó. Sợ cái xoay xong nó bung dậy thôi. I'm afraid that it hurts. You know. What?